Cô sẽ các em. Trong video trước, cô đã hướng dẫn xong cho các em giải ba câu đầu tiên của đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 8, quận 3, trường Trung học cơ sở Bàn Cờ năm học 2019-2020. Thì video lần này, cô sẽ hướng dẫn các em giải ba câu còn lại của đề thi. Ta bắt đầu với bài 4. Thì bài câu 4, cho ta biết một xe đi từ A đến B hết 6 giờ. Nhưng khi đi từ B về A, nhanh hơn lúc đi 4 km/h, nên chỉ mất 5 giờ tính quãng đường AB. Ta sẽ giải bài 4 bằng cách lập phương trình gọi đơn vị là km với điều kiện x phải lớn hơn 0 là quãng đường AB. Ta biết được một xe đi từ A đến B hết 6 giờ, nên ta tìm được vận tốc của xe khi đi từ A đến B. Bằng quãng đường chia thời gian, quãng đường là x, thời gian là 6 giờ và đơn vị là km trên giờ. Tiếp tục, xe đi từ B về A chỉ mất 5 giờ, nên ta tìm được vận tốc của xe khi đi từ B về A. Đường là x, chia thời gian là 5 giờ và đơn vị là km trên giờ. Và giao đề bài cho ta biết, xe khi đi từ B về A nhanh hơn lúc đi từ A về B 4 km/h, nên ta có phương trình. Trừ x trên 6 bằng 4. Đương với trên 30 bằng 4, tương đương với x bằng 4 nhân 30 bằng 120. Vì 120 lớn hơn 0 nên ta nhận nghĩa x bằng 120. Và ta kết luận vậy, quãng đường AB dài 120 m. Bài 5. Thưa Pythagore lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ? Nhà hiền triết trả lời, hiện nay một nửa đang học toán, một phần tư đang học nhạc, một phần bảy đang ngồi yên suy nghĩ, và ngoài ra còn có ba phụ nữ. Tính số môn đệ của trường. Bài 5, ta cũng sẽ giải bài 5 bằng cách lập phương trình. Đề bài yêu cầu tính số môn đệ của trường nên ta gọi x. Đơn vị là người, là số môn đệ của trường. Vì ngoài các môn đệ học toán, học nhạc, ngồi yên suy nghĩ có 3 phụ nữ, nên điều kiện của ta là x phải lớn hơn 3. Theo đề bài, ta có một nửa đang học toán, chúng ta tìm được số môn đệ học toán. Đơn vị là người. Tiếp tục, ta có được 1/4 học nhạc, nên ta tìm được số môn đệ học nhạc. X trên 4, đơn vị là người. Và 1/7 ngồi yên suy nghĩ, nên ta tìm được số môn đệ đang ngồi yên suy nghĩ. Đơn vị là người.
Vậy ta có thể tính được tổng số môn đệ của trường bằng cách lấy số môn đệ học toán, cộng số môn đệ học nhạc, cộng số môn đệ đang suy nghĩ và cộng với ba phụ nữ. Bằng x trên 2 cộng x trên 4 cộng x trên 7 cộng 3. Tương đương ta thực hiện chuyển vế x trừ x trên 2 trừ x trên 4 trừ x trên 7 bằng 3. Tương đương 3 phần 28 bằng 3. Tôi tính được x là bằng 3 chia cho 3 phần 28. Chia tức là nhân được đảo, ta được x bằng 28. So với điều kiện 28 lớn hơn 3 nên ta nhận diện x bằng 28. Ta kết luận vậy số môn đệ của trường là 28 người. Tôi sang đến bài 6. Bài 6 cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 3, AC bằng 4. Vẽ đường cao AH. Đầu tiên câu A đi chứng minh được tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC. Vậy ta sẽ xét tam giác HBA và tam giác ABC có dữ kiện đầu tiên ta có được góc A, B, C là góc chung. Và ta sẽ có được góc A, H, B sẽ bằng góc C, A, B vì cùng bằng 90 độ. Vậy ta suy ra được tam giác H, B, A đồng dạng với tam giác A, B, C theo trường hợp góc góc. Ta tiếp đến với câu B. Chứng minh AB mũ 2 bằng BH nhân BC. Và ý thứ hai là đi tính AH và HB. Từ câu A ta đã có được tam giác HBA đồng dạng với tam giác ABC nên ta suy ra được tỷ số đồng dạng. HB trên AB bằng BA trên BC. Ta suy ra tích chéo AB mũ 2 bằng BH nhân BC. Có được tam giác ABC vuông tại A. Nên ta áp định lý Pythagore cho tam giác ABC. C mũ 2 bằng AB mũ 2 cộng AC mũ 2. Vậy ta suy ra được BC bằng căn của AB mũ 2 cộng AC mũ 2 bằng, ta thay số vào. Ba mũ hai cộng bốn mũ hai bằng căn 25 bằng 5, đơn vị là cm. Vậy ta sẽ tính được BH bằng cách ta áp dụng cái đẳng thức ta vừa chứng minh AB mũ 2 bằng BH nhân BC. Vậy ta suy ra được BH bằng AB mũ 2 chia BC tức là bằng 3 mũ 2 chia 5
bằng 1,8 đơn vị là mét. Và ta sẽ tính được cạnh AH dựa vào diện tích tam giác ABC. Ta có được diện tích của tam giác ABC chính là bằng 1 phần 2 hai cạnh góc vuông là AB nhân AC và cũng bằng 1 phần 2 đường cao AH nhân với đáy BC. Vậy ta có thể suy ra được tích AB nhân AC bằng tích AH nhân BC. Suy ra được AH bằng AB nhân với AC chia BC. Ta thay số vào chính là bằng 3 nhân 4 chia 5. 12 chia 5 bằng 2 cộng 4, đơn vị là cm. Sang đến câu C. Trên AH lấy điểm K sao cho AK bằng 1,2. Từ K vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Tính diện tích của tứ giác B, M, N, C. Cô sẽ tính được diện tích của tứ giác B, M, N, C thông qua diện tích của tam giác ABC và tam giác AMN. Đầu tiên, ta có được MN song song với BC. Nên ta suy ra được diện tích của tam giác AMN trên diện tích của tam giác ABC sẽ bằng bình phương của tỷ số đồng dạng, chính là bằng AK trên AH tất cả mũ 2 bằng AK thay vào là 1,2 trên AH là 2,4 tất cả mũ 2 bằng 1/4. Vậy từ đó tôi suy ra diện tích của tam giác AMN sẽ bằng 1/4 của diện tích tam giác ABC. Ta tính được diện tích của tam giác ABC bằng 1/2 của AB nhân với AC bằng 1/2 nhân 3 nhân 4 bằng 6, đơn vị là cm vuông. Vậy ta tính được diện tích của tam giác AMN sẽ bằng diện tích của tam giác ABC chia 4 bằng 6 chia 4 bằng 1,5, đơn vị là cm vuông. Tam giác ABC được cấu tạo gồm tam giác AMN và tứ giác BMNC, nên ta sẽ tính được diện tích của tứ giác BMNC bằng diện tích của tam giác ABC trừ cho diện tích của tam giác AMN chính là bằng 6 trừ 1,5 bằng 4,5, đơn vị là mét vuông. Vậy là cô cũng đã hướng dẫn các em giải xong 3 câu cuối cùng của đề thi. Hẹn gặp lại các em trong đề thi lần sau.